Bây giờ mình đi tới đó đứng để cho anh em xem cái tương quan kích thước giữa cái người của mình như thế nào so với loa. Em nói rất là nhỏ nhẹ và rất là sạch luôn. Thì anh em thấy không, một cái mô đồ loa phải nói là như thế này thì thật sự nếu như mà đánh giá cho đúng, cho trực quan, thì nếu mà anh em đánh chia bốn thì là bốn cặp mà mỗi bên là left right thì ở dưới anh em phải đánh mỗi ghế như thế này là khoảng một cặp sắp xếp năm tấc như thế này thì chia ra là hai bên, anh em sẽ có cái phản hồi tần số rất là đều và nó chuẩn đó. Thì anh em thấy là đánh như thế dây bốn thôi, thì anh em nếu như mà theo đúng các cái dự đoán thì sẽ công bố chi tiết sau, nhưng mà nếu mà dây bốn 1037 thì dây bốn sẽ phục vụ được khoảng 600-700 khách nha anh em, treo lên nha anh em, rất là đẹp luôn anh em ơi và mạnh mẽ luôn. 1037 cực kỳ đẹp luôn. Nữa là sắp tới công ty Điện Thanh sẽ bổ sung thêm một cái phụ kiện, đó là đối với anh em ưa chuộng sử dụng sấp đơm như B18 hoặc B21 thì chúng ta sẽ có một cái phụ kiện bán kèm là một cái cây chống line array lên để chúng ta dễ dàng ghép nối các cái mô đồ lên và không cần phải trồng cái thùng cá xê lên mà anh em vẫn đạt cái độ cao vừa phải để phục vụ và rất là nhanh để chúng ta set up luôn. Rồi đó là cái lưu ý nhỏ. Thì như thế em thấy là mỗi tóc như thế này mà 500W quá là mạnh mẽ luôn anh em. Một mũ Bass WAN103 quá mạnh luôn. Lavosi Italiana rất là vui khi có được một cái sự kết hợp, và sau này một khoảng thời gian nghiên cứu thì chúng tôi đã cảm thấy là rất hiệu quả và rất phù hợp để tiến hóa mạnh hơn nữa. Quý vị sẽ có thể làm được những cái show lớn đối với những cái loa nhỏ gần như là trong các cái điều mà ngày xưa cũng không thể nào mà tưởng tượng mà chúng ta có thể làm được với một số lượng loa nhỏ ít và cực nhẹ luôn. Điều đó cũng đồng nghĩa với lại nếu như quý vị có ít nhân lực, quý vị vẫn có thể vận hành được cái hệ thống show của mình một cách rất là trơn tru luôn. Rồi và anh em tiếp tục đi vào các cái phần nghe nhạc để chúng ta đánh giá nhé. Nhiều anh em xem rồi, cảm ơn mọi người đã xem video livestream rất là nhiều nhé. Gửi lời cảm ơn tất cả mọi người ạ. Bây giờ một vài mặt nữa đi. Let's go. Bây giờ tôi sẽ đứng từ gần tới xa để anh em có thể cảm nhận được chất âm rõ nhất nha. Calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart. Này là livestream loa mới nha anh em. Livestream đầu tiên ra mắt Line Array B1037 à. Sorry, just quickly. What if it's da 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 da
bản nâng cấp tiên tiến hơn của 1036 và 1035. Thì nếu mà có cơ hội hoặc là mong muốn trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, anh em hãy liên hệ Zalo với tôi và đặt lịch book lịch để tới đây nghe trực tiếp 1037. Công ty này Liên Thanh luôn chào đón mọi người đến nghe thử và trải nghiệm trực tiếp cái chất âm của nó để có thể đưa ra những cái đánh giá thực tế nhất và cũng như là đủ thông tin cho chúng ta để chúng ta trải nghiệm cái hệ thống bộ gen và cũng như là sắp xếp các cái phần kinh phí để đầu tư cho một cái hệ thống thật sự là đáng tiền và phù hợp. Xin chào anh Phan Hoàng Thảo Quý ạ. Rồi, bây giờ mạn phép mọi người chúng ta karaoke một bài nhé. Mọi người lắng nghe ca khúc Mưa Tuyết. Kiện phát tôi dùng ở trên trực tiếp trên bàn Yamaha DM3 luôn nha quý vị. Rồi, cho anh em xem lại, cho anh em xem lại cái mixer. Đây nha. Anh em thấy cái vẻ ngoài rất là đẹp luôn, cũng như là chất âm rất là hay.
chuyện tình nào xa xôi đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng đời lạc quan đời sau bóng giá người đến sao vô tình quá. Mày còn một chút cho anh em xem nha. Mình đời vì cứ mình mất lòng đau từng hạt tuyết rơi đi không trả lời anh lẻ loi giờ thì chắc bên em nắng phương nơi bắc môi nồng xanh em nhớ ngắm tình không nơi có anh chờ trông khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một tâm giờ thì sắp quên tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Cái big microphone mà sau đi qua hệ thống trực tiếp thì nó rất là dễ và nó rất là dễ để vận hành luôn, và cái sound tiếng nó cực kỳ sáng và nó trung thực là cái là yếu tố quan trọng nhất. Đây, nếu mà anh em đánh những cái hệ thống như thế này thì nó mà treo dây 4 như nãy mình nói thì anh em dễ dàng phục vụ được một số lượng khán giả rất là lớn. Dây 4 hai bên thì anh em treo cao lên, nếu mà các cái tiêu chuẩn kỹ thuật treo cao thế này thì anh em dễ dàng đánh được là khoảng 600 đến 700 khách nha anh em, rất mạnh luôn. Bởi vì mỗi cái loa là đến đến gần một xíu cho anh em xem rõ cấu hình nha. 1037 nha anh em ơi. Khai thác được chất âm và những cái nguyên lý về pha, và cũng như là anh em phải cân nhắc là anh em cần đúng cái số lượng sub để mới cân nổi cái hệ thống full như thế này. Bởi vì hệ thống full này rất là mạnh nên cần tiêu tốn một cái số lượng sub rất khá là mạnh luôn. Đó, như thế này thì hai cái loa full tôi đang đánh với hai cái loa sub dưới và sub đang hoạt động ở khoảng 80-85% công suất. 1037 đây nha anh em ơi. Rất là nhỏ gọn luôn. Công suất nha anh em. Nhỏ hơn nhưng mà cực kỳ là có. Đó là line array của Đại Liên Thanh BSD. Đã có khá là nhiều loại, trong đó tiêu biểu là anh em nhà 1035, 1036, 1037 à. Chúng ta đánh giá phải không nè. Đó. Thì như thế cái sound tiếng nó rất là sound. Và dĩ nhiên anh em thấy một cụ bass và một cụ trap thì cái compression driver bên trên này đang sử dụng một cái họng khá là đặc biệt. Cái họng này thì không phải là cái họng array đôi bình thường mà chỉ sử dụng một cái cụ trap thôi, nên do đó chúng tôi sử dụng họng đơn. Thì họng này có một cái độ phủ ngang là 120 độ và được thiết kế cũng như là sản xuất bởi công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh luôn. Tiếp theo chương trình, mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe vài cái ca khúc khác nhé. Rồi, sẽ vào màn em khúc tiếp tục jazz nghe cái khúc nha. Jazz nhé, nghe nhạc jazz nhé. Đứng từ gần tới xa cho anh em nghe nha. Sao tiếng cực sạch sẽ luôn.
tham gia livestream luôn. Tại vì đây là một mẫu loa mới và nó thật sự rất là hay. Tránh
65ml anh em nhé. Cồn rất là lớn luôn, mình đã nói với anh em là lúc nãy là cái cồn cực kỳ là tốt luôn. Thì như thế thì công suất của cái củ Red là 160W, độ nhạy là 108 dB SPL quý vị nhé. 108 dB SPL. Xin chào Nguyễn Quý Công. Hello anh em. Chào năm nay. Tên gì nhỉ? 1037. Khủng khiếp, dạ, rất mạnh luôn. Và cái sound tiếng của nó phải nói ra là cũng không có nghĩ là cái độ to nó lại đến cái mức mà nó cũng rất là dễ dàng, nó đi một khoảng cách xa luôn. Và sound tiếng của nó chỉ cần treo lên thôi là nó đi cực kỳ là tốt luôn em. Và phủ phải nói là nó mà treo lên mà có một cái độ ghi tới trước như thế này thì nên sẽ có một cái độ phủ rất là tốt. Thì bởi vậy nó nói là nếu mà em đánh kỳ 4 thì dễ dàng chúng ta sẽ cần được khoảng tầm 600W, rất là mạnh mẽ luôn, treo lên khác thôi. Và sau thì sẽ phát hành thêm các cái sự kiện, nếu anh em có nhu cầu treo lên thế này thì sẽ cái khung ở trên này thì trước giờ công ty cũng đã bán kèm theo một cái như vậy phụ kiện rồi. Sau này thì công ty sẽ làm thêm cho em là một cái bệ đỡ như thế này để em chống lên cái sức đơn để dễ set up và nhanh nhất cho anh em chúng ta khi mình đánh những cái xô đánh cưới vừa và nhỏ. Cái xô đánh cưới lớn thì anh em lên treo lên như thế này nha quý vị, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, dù chỉ một lần làm tan nát lòng nhau. Thì cái điều lạ ở đây là chỉ một cặp loa full đơn như thế này. Chỉ một cặp loa full đơn như thế này. Và anh em biết không là mỗi cái loa nó chỉ có một bass và một treble thôi. Và phải tốn một cặp xếp đôi 5 tấc của BSD với công suất là 2400W mỗi loa để cân được. Em thấy là đúng là một cái gọi là quái vật tí hon luôn anh em. Nó rất là mạnh luôn. Rồi, đi đến phần cuối thì chúng ta sẽ giới thiệu em đến với một bài hát cuối cùng. Và các mọi người mới vào xem livestream, chúng ta sẽ tận hưởng chung với nhau một bài hát mang cái giọng cảm hưởng của DJ nhé. Anh ơi, báo giá cặp shop là bao nhiêu anh? À, cặp shop này là giá 52 một cặp nha anh em. Sẽ đứng từ gần tới xa đó anh em, cảm nhận được chất âm mà. Để tôi nghe vào nha. Anh em ơi, anh em nhớ để tôi nghe vào nha.
rung lắc. Tại vì là cái cấu hình này, cái lực bass nó rất là mạnh. Nên là khi mà sóng âm nó dội ra thì là nó đập vào trong người, là cái màn hình nó rung theo luôn anh em ạ. Hey quý vị ơi, à nãy có một cái anh đây mình giải thích cho anh em chút xíu. Đó là khi mà anh em nói là anh liên hệ trang Facebook công ty Đại Liên Thanh nha anh ơi. Không có ai hết thì nghe Đại Liên Thanh sẽ tư vấn kỹ càng cho anh. Khi mà đông người sẽ nghe như thế nào? Thế này như thế này. Anh em nếu như mà anh em dùng loa thể loại loa đứng thì anh em nên có một cái độ cao giữa full và sub, cũng như full nên được kê cao lên phía bên trên chút xíu để cho cái sound tiếng nó đi thoáng nhất có thể. Còn nếu như mà anh em đi theo line nào ray thì cái lựa chọn tốt nhất là anh em phải treo cao lên là thứ nhất. Bởi vì sao? Line nào ray là một, cũng là cái loại phôi số luôn, nhưng mà nó là line, là một cái hàng gồm nhiều loa khác nhau. Và cái đặc điểm của nó là gì? Thứ nhất là cái độ phủ dọc vertical rất là ít. Bởi vì sao rất là ít? Bởi vì nó gọi là line array dependent. Độ phủ dọc của nó sẽ phụ thuộc vào số lượng dây, số lượng hộp trên cái dây line array mà anh em sử dụng là thứ nhất. Thứ hai là sử dụng trên các cái tương quan bẻ góc của anh em, có nghĩa là một cái vế nó sẽ phục vụ cho một cái vùng nhất định. Càng cao ở trên thì cái khoảng cách của nó đi càng xa, cho nên các cái hộp nó sẽ có tính chất là ít bẻ độ lại để anh em có thể có được cái sự cộng hưởng và nó mang cái âm thanh nó đi rất là xa, tránh cái sự tiêu hao âm thanh. Bởi vì đó nên là nó gọi đó là line array, có nghĩa là như thế. Thì như thế thì sao? Khi ít người thì sao? Và khi nhiều người thì sao? Thứ nhất là xét về ngữ cảnh nhiệt độ của môi trường. Và thứ hai là xét về ngữ cảnh nhiệt độ của đám đông. Khi mà cái nhiệt độ trung bình của chúng ta, ở đây Việt Nam chúng ta là mùa khí hậu nóng và chúng ta có cái hơi ẩm cao, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái âm thanh và tính truyền dẫn của âm thanh trong không khí, đúng không em? Thì như thế, nếu mà anh em có một khí hậu lạnh và nếu mà đám đông của anh em ngồi sát lại với nhau, thì khi khí hậu lạnh đó âm thanh truyền vào khí hậu lạnh và đụng tới khu vực khí hậu nóng thì nó sẽ có xu hướng một phần của cái âm thanh và một vài cái giải tần số nhất định sẽ bị phản nha anh em. Đây là cái định luật vật lý hóa học luôn, có chứng minh luôn, và tôi sẽ gửi thêm cho anh em các cái tài liệu để anh em đọc về cái này, mình nên hiểu về cái này để mình đi rõ. Do đó các cái phần vùng line array anh em nên treo cao lên, và khi mà có những cái đám đông nhất định thì anh em sẽ hướng nó, anh em hiểu như thế này đó, những cái độ nhất định thì những cái giải tần nó sẽ xuyên vào trong cái đám đông đó, nó đi xuống, đi xuống được, nó không bị dội lên. Một vài cái giả tần số nó sẽ bị dội lên, nhưng mà nó cái hiệu ứng của nó sẽ là không đáng kể nếu như mà anh em biết cách sử dụng. Đây là liên quan tới các cái khía cạnh về độ của line array, về độ cao của line array và về rất là nhiều các cái yếu tố khác, cũng như là cái độ nhạy và độ xa của âm thanh đi trong không khí. Một phần nó cũng được ảnh hưởng nữa, đó là dải mid 2 và dải 2 sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái mật độ tán âm và cũng như cái độ nhạy của cái củ loa. Và khi mà cái củ loa được dẫn qua một cái hole, có nghĩa là cái họng loa kép như thế này đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái biên độ hoạt động và cái mật độ hoạt động. Có nghĩa là cái củ kép nếu như mà để vô cái họng có cái mật độ nó thấp thì cái tính định hướng của củ kép nó sẽ được gom lại ở một cái góc độ nhất định, cũng như khi anh em mở ra thì cái âm thanh nó sẽ có cái độ tán đều và nó đi rất là xa. Như thế thì khi mà chúng ta thiết kế dàn và khi mà chúng ta sử dụng ở ngoài thực tế, cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Thứ nhất á, là khi mà anh em ngồi và thật sự ra anh em phục vụ cho tất cả khán giả ở trong đám cưới thì các anh đều ngồi, đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là độ cao trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu? Rồi, thứ nhất. Thứ hai là từ độ cao trung bình chúng ta sẽ tính ra độ cao của lỗ tai trung bình, có nghĩa là cái mức nghe và cái tầm nghe. Thì tại sao chúng ta phải biết yếu tố đó? Nó có hai thứ như thế này. Thứ nhất là loa full và thứ hai là loa sub. Tất cả những cái giải tần số của chúng ta nghe được của con người anh em thì trong khoảng từ 20Hz cho tới 20.000Hz nó sẽ có một cái spectrum như thế để chúng ta nghe, đúng không? Nhưng mà không phải bất kỳ tần số nào nó cũng có bước sóng giống nhau. Đây là rất là cơ bản, thì chúng ta sẽ có bước sóng trầm thì nó sẽ rất là lớn và nó dài, và bước sóng nhỏ và nó cao ở trên thì nó rất là ngắn, đúng không? Và nó mang cái tính gọi là directional. Nó có hai từ. Thứ nhất là từ ở dưới cái
shop nó gọi là omnidirectional, có nghĩa là theo cái bán cầu rất là bự. Rồi ở trên ta gọi là directional là do cái bước sóng nó rất là nhỏ và tính định hướng của nó cao. Như thế thì sao? Chúng ta nghe như thế nào? Và tại sao cái dạng âm thanh và cái độ cao của các cái hệ thống âm thanh và cũng như la full và la sub lại phải có một cái độ cao và thiết kế đúng thì nghe nó mới hay và nó chuẩn. Thậm chí là cái loa, cái bản tính của cái loa nó đã đầy đủ sẵn rồi, và tại sao phải treo cao lên như vậy và có khoảng cách giữa full và sub? Nó có như thế này. Các cái dải tần thấp và các cái dải mid low anh em thường nghe rất là quen khi mà nó chậm ở dưới, và anh em nghe do cái bước sóng nó lớn anh em, nên là khi mà anh em nghe bước sóng lớn thì nó sẽ đi rất là xa, và nó giống như mình nghe bằng cả cái cơ thể của mình. Dĩ nhiên và màng nhĩ của chúng ta vẫn tiếp nhận các cái bước sóng và dải tần số đó, và da thịt của chúng ta luôn cảm quan được cái bước sóng đó. Cho nên là thường các cái la sub người ta sẽ thường làm là ground stop, có nghĩa là gì? Ground là mặt đất, stack là chồng lên như thế này đây, gọi là ground stack. Thì như thế nè, có nghĩa là sound design, có nghĩa là thiết kế âm thanh. Thì trong những cái học thuật này thì chúng ta dễ biết được là các cái dải tần số cao chúng ta thường nghe nó đi từ phía bên trên đổ xuống này, đi từ phía bên trên đổ xuống giống như thế này đó, tiếng nó sẽ đổ từ phía bên trên xuống. Thì vậy ở trong không gian nó có cái rất là hay như thế này là dải tần số càng trầm giống như nó sẽ có cảm giác là càng đúng khi mà anh em làm nó ở dưới. Ờ, nó thác sát sát ở dưới. Còn nếu như mà nó nghe cái dải tần càng cao thì bắt đầu mình sẽ thiết kế lên dần dần. Và anh em thấy không, nếu để ý kỹ cái lỗ tai con người chúng ta, anh em thấy không, nó đâu phải là nó dọc vậy đâu, nhưng mà nó đang hướng lên như thế này, có nghĩa là nó chính bản thân nó cũng có một cái góc bẻ độ, đúng không anh em? Thì chúng ta sẽ rất là quen nghe. Và dĩ nhiên nó phụ thuộc cho một yếu tố nữa, đó là cảm thính của con người. Cảm thính của con người rất là nhạy, trong khoảng tầm 1000 Hz cho đến 4000 Hz. Do đó thì các cái tương quan tần số cũng như là thiết kế âm thanh nó rất là chú trọng ở trong các cái dải đó. Và thiết kế âm thanh là loa full, càng treo lên cao thì cái vocal và cũng như mọi thứ thông tin chúng ta nhận vào nó càng đúng với cái thực tế, gọi là thiết kế âm thanh trong không gian đó. Nó sẽ cho chúng ta các cái khoảng cách khác nhau, và cũng như loa sub, đó là lý do tại vì sao loa sub chúng ta nên đặt ở khúc dưới và loa full chúng ta sẽ treo lên như thế này. Còn các cái loại anh em thấy như là sub bay lên trời, fly sub hoặc là nhiều thứ khác thì nó liên quan tới cái đáp tầng của dải mid low. Thì tại sao chúng ta phải chia ra là full riêng, là sub riêng và thậm chí là thêm mid low nữa? Thì mỗi bước sóng và mỗi cái dải năng lượng nó có một cái cách mang và truyền tải năng lượng khác nhau, cũng như cái quy luật tiêu hao khác nhau nha anh em. Quy luật tiêu hao âm khác nhau, có một quy luật tiêu hao âm là quy luật tiêu hao âm cách gấp đôi khoảng cách thì sẽ trừ 6 dB. Này anh em nào làm lâu thì anh em sẽ biết gấp đôi khoảng cách từ 6 dB, nhưng mà cũng không hẳn là như vậy. Ở một vài các cái dải tần số nhất định gấp đôi khoảng cách chỉ trừ 3 dB thôi, và nó khác nhau ở khoảng mid low mid high và high rất là rõ ràng. Như thế thì chúng ta làm âm thanh, chúng ta thiết kế âm thanh, chúng ta nên có những cái kiến thức cơ bản nền này để chúng ta làm một cái tiền đề để chúng ta có thể thiết kế âm thanh. Và khi mà đám đông nhiều người thì sao, thậm chí là cái khoảng cách của những người đó nó cũng liên quan tới nhau, và nhiệt độ phòng nó cũng liên quan tới nhau luôn đó. Để anh em lên cân nhắc cái yếu tố này, thì đây là một vài các cái chia sẻ của tôi để anh em có thể có được những cái thông tin cần thiết và khi anh em làm. Còn nếu như mà anh em đến, anh em nghe trực tiếp thì tôi sẽ chỉ cho anh em một cách kỹ càng hơn, và cũng như là bất kỳ câu hỏi nào cũng sẽ được giải đáp cả. Em cứ đừng ngại đặt câu hỏi nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem phiên livestream ngày hôm nay, và rất là vui vì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội cùng nhau trải nghiệm qua một cái hệ thống 1037. Chào mừng 1037 đến với đại gia đình BSD, và cũng như mở ra một cái kỷ nguyên mới khi mà những chiếc loa nhỏ nhẹ như thế này đi ngược lại lại làm những cái công việc cực kỳ to lớn. Những chiếc loa nhỏ nhẹ này, một bass và một treble có công suất là 550W mỗi loa và có trợ kháng 8 ohm với đáp tần là từ 100 Hz cho đến 18 kHz. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Hứa Ngọc Hân ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Rất là vui khi có cơ hội được chia sẻ với mọi người. Xin chào anh Xe Điện Đăng Khoa ạ. Xin lỗi mọi người là tất cả những anh em nào vào sau chúng ta chưa nghe được chất âm, thì tôi sẽ công khai cái phiên livestream này trên trang cá nhân của công ty. Anh em vào xem nhé và chúng ta nghe, vì đây là livestream mẫu loa mới cho âm thanh nghiêm trọng. Xe anh em vào hơi trễ xíu mà không sao. Anh em giờ lên coi lại phiên livestream nhé. Mình đã demo xong tất cả những cái mọi thứ về chất âm rồi, và cần những câu hỏi gì anh em hãy liên hệ với tôi qua Zalo nhé. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng được nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh Xe Điện Đăng Khoa. Hello. Cảm ơn anh em xem livestream rất là nhiều nhé. Và chào tạm biệt anh em. Trước khi chào tạm biệt, mình nghe bài cuối. Mình nghe bài bài của công ty mình luôn. Bài ca đóng loa. Bài khẩu hiệu của công ty luôn. Rồi, cảm ơn tất cả những anh em trong đội kỹ thuật cũng như đã hỗ trợ phiên livestream này rất là nhiều. Và mong là chúng ta đều có những khoảng thời gian đặc sắc bên 1037 chiều ngày hôm nay. Tạm biệt mọi người nha.
Wow. Rồi, chào tạm biệt.